Thông tin mới nhất vụ Trang Nemo bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án gây rối trật tự công cộng đối với bị can Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, và đồng phạm. Ngày 11 tháng 10, tờ Thanh Niên thông tin, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án gây rối trật tự công cộng đối với bị can Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn, 31 tuổi và Phan Hoàng Nam, 24 tuổi. Cả năm bị can đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời đều bị truy tố theo khoản 1.318 Bộ Luật Hình Sự, ở khung hình phạt cao nhất là đến 2 năm tù. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Genmo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng. Lúc 14:45 phút ngày 16 tháng 1, chị My cùng chị Phạm Lệ Ca, Trần Thị HY đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị Ca đứng bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì chị Ca vào cửa hàng nói My về nên giữa Ca và Trang mâu thuẫn. Kết luận điều tra cho hay, Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Ca, sau đó Quy và Quách Thị Thùy Trang là nhân viên của hàng hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai của chị Ca. Lúc này, chị Y vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh chị Y, thấy xảy ra xô xát. Bảo vệ cửa hàng là Nam và Tuấn chạy vào, Nam dùng tay đánh một cái vào mắt trái của chị Ca, Tuấn dùng tay đánh một cái vào mắt phải của chị Ca. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng mời những người có liên quan đến vụ việc về trụ sở. Khi bước ra cửa hàng, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Ca, Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị Ca thì bị lực lượng chức năng can thiệp. Những người liên quan được công an đưa về trụ sở công an phường Nguyễn Cư Trinh để xử lý. Theo kết luận giám định pháp y, chị Ca bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm trải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%. Riêng chị Y không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vào cuộc điều tra, ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công an.